Ê, xin chào tất cả mọi người. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn nhìn vào channel của mình thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người hướng dẫn các bạn trong những khó khăn mà các bạn gặp phải khi chơi tựa game The Battle Card. Và hôm nay là một ngày rất là buồn cười tại vì mình sẽ vượt qua một ải mình chưa chơi bao giờ. Đó chính là ải Le Gros Awaken. Mình không biết nó như nào nhưng mà ải này là ải nó dễ nhất trong tất cả những ải mà mình biết. Về những con Le Cat, tức là những cái con mèo bé tí mà các bạn quay ở trong sự kiện gì gì đấy. Thì để mình cho các bạn một vài thông tin về cái con chân Awaken này, màn thức dậy của chân. Nghe buồn cười cực. Nhưng mà hôm nay mình sẽ có thêm được một con chân nữa nhá. Chính là cái con, đợi tí mình cho các bạn xem. Hình như mình còn chả có rồi. Xem nào. Đúng rồi, mình không có cơ, điêu cực. Đó là các con nhiều, các con này này. Alo, mình có này, mình quên mất. Sorry các bạn nha, đó chính là con này này, Little Gross Cat. Thì khi mà mình nó lên level 10 thì nó sẽ evolve thành cái dạng này. Mà sau đấy là dạng này. Đây, chính là hôm nay mình sẽ đánh bản này nhá. Thì để mình cho các bạn một vài thông tin về con mèo này. Đấy, đấy là con Little Gross Awaken này nó có lượng máu là 200.000 máu. 200.000 máu các bạn nhá. Thì nếu mà các bạn muốn vượt qua ải này dễ dàng thì thứ nhất là các bạn phải có Bahamut Cat. Chính là con anh đại của chúng ta, chính là con này Awaken Bahamut Cat nhá. Chắc chắn phải có con này dạng Awaken. Tại vì một đòn đánh của con này đã rơi vào khoảng tầm 86 đến 96.000 đam rồi. Thì khi mà các bạn dùng một cái combo gì đấy thì có thể là một đòn đánh chỉ cần một mình con này đã vượt qua được một cái con chân Awaken đấy rồi. Thì để mình sẽ nâng con này lên luôn các bạn nhé. Có thể con này nó sẽ rất là hữu dụng cho là đấy, nó đã thành Little Sexy Cat rồi. Chỉ là ấy thôi à, mình không biết nữa. Đây thì mình sẽ nâng nó lên cao nhất có thể nhá. 7. Ok, 29 là quá quá đủ cho mày rồi. Thì hôm nay mình sẽ, nếu mình thắng được cái bàn này thì mình sẽ được con này dạng True Form của nó. Thì và đặc biệt là con này nó cũng đánh ra sóng nhá. Bạn nào mà chơi, oh shit, one rare ticket for me, yeah. Ok, thế thì nếu mà bạn nào mà đánh cái ải Awaken, Awaken của con Matrolec khác này, Awaken này, thì các bạn cũng biết là nó sẽ đánh ra sóng đúng không? Thì đặc biệt là cái này thì mình không có nhiều combo lắm nhưng mà mình lại có một cái combo này, chính là combo Unit Attack Up M. Nếu mà SM thì tốt hơn nhé. Cho nên là M thì không sao nhưng mà mình sẽ không còn combo nào khác. Mình không còn combo nào khác thì mình phải dùng cái này thôi. Thì thứ nhất là mình sẽ dùng cái này thì Bahamut của mình nó sẽ khỏe hơn. Mình sẽ phân tích các bạn như thế. Còn đòn đánh của nó, nếu mà các bạn để nó đánh ra sóng thì các bạn chết sứ đi. Các bạn hiểu không? Thì đặc biệt là ván này mình sẽ chỉ sử dụng đội hình như này thôi. Thực ra con này cũng không cần tại vì nó đánh sai nhưng mà đam nó bé quá, mình còn chả thèm nâng con ý. Thì chắc là ván này mình chỉ cần một mình Paris Cat và Bahamut Cat là cân được ván này rồi. Con này cũng chả cần đâu nhưng mà mình cứ để cho vui thôi nhá. Ok, thế thì không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ vào thẳng ván này luôn. Từ từ mình xem nào, cái ván này nó có chắc chắn 100% được True Form nhỉ? À quên chết, mình đang tắt wifi thôi kệ. Mình sẽ nhanh gọn lại ván này cho các bạn nhé. Đây sẽ là ván Awaken của con Leo Cat dễ nhất mà các bạn từng gặp. Đây chính là nó. Các bạn sẽ gặp cái con này. Nó bé, ban đầu thì nó bé lắm nhưng mà ván này thì nó lại to. Mình chả biết nữa. Nhưng mà khi các bạn đánh được con này thì phần thưởng các bạn nhận là xứng đáng với các bạn nha. Thực ra chả xứng lắm đâu tại vì con này dễ vậy. Đó, bạn nào mà không kiên nhẫn được thì có thể, đây mình có cái combo này ở trên rồi này. Thực sự bây giờ mình chỉ cần gọi Paris Cat thôi là đủ. Và mình mong là Paris Cat nó sẽ ăn được mấy cái con chân bé tí kia. Ok, đây rồi. Úi giời, căn không đúng ấy. Đó, các bạn thấy chưa? Một lần đánh con này là 100. Cái con chân này nó sẽ knockback được 2 lần. Và khi mà các bạn đánh nó một phát mà nó knockback một lần, tức là bạn đã gây ra hơn 1.000 máu. À, 100.000 máu, ok. Thì nếu mà các bạn
đạt đủ một con Awaken Bahamut như thế thì các bạn sẽ thắng được vào này. Các bạn hiểu không? Đó, các bạn thấy chưa? Chỉ cần hai lần knockback thôi, xong. Yeah. Leogross get true form receive. Ok, unlock. Ok, mình đã mở được con này rồi nhá. Và 30 cap phút cho mình nữa. À, thì đây, mình sẽ review con này cho các bạn xem luôn. Tại vì mình cũng chưa có mà. À, lần đầu tiên mình gặp một cái ải mèo ly dễ như cái ải này. Mình không biết các bạn khác như nào không? Tại vì thấy các anh chị qua cũng chả biết nữa. Congratulations. Yeah, Lima Choket. Oh, Break Breaker. Cái này đánh Cut of the Cosmos sẽ thích nhá. Oh, chán này con này không đánh sóng rồi. Thôi kệ. À, mình sẽ show con này ra cho các bạn xem nhá. À, xem nào, xem có màn gì show được không. Growing Blue luôn này. Ok, thì mình sẽ đánh, mình sẽ dùng con mèo này luôn nhá. À, mình không chơi. Đây, team mạnh của mình đây. Con này mạnh lên alien luôn. À, xem nào, mình sẽ bỏ con, mình sẽ bỏ con này ra, cho con này vào, ok. Mình sẽ dùng nhiều con chân. À, xem nào, con này ra nốt đi, thôi cứ để nó ở đây nhá. Ok, thế thì mình sẽ đánh blue illusion, chả biết. Tại vì nếu mà mình không hướng dẫn được các bạn cái này thì nhiều bạn không biết là cái ván này nó dễ thế đâu. Chỉ cần các bạn được Awaken Bahamut thôi nhá. À, mình sẽ thử dùng con này solo với con chó này thôi mà. Con này nó cũng 600 tiền, đắt bằng các con khác nhá. Ồ, to vậy. Wow. Nhìn kỳ ở trường. Ơ chết. Nâng tiền đã không, lát nữa các bạn sẽ gặp nhiều mèo khó đấy. Anh em nhà chân, hội những người chân cơ bắp. À, có vẻ như là cái con Awaken Bahamut thì à, cái con Awaken Craze Macho Leg này nó có vẻ tầm đánh xa hơn nhỉ. Catman cân tất. Ok, mình không gọi Catman ra để con này nó ủn cả team mình đi mất. Knockback này. Rồi, bóp Batman rồi. Catman chứ, nhầm. Ơ chết, gọi tôi kiệm sao. Thắng nhanh được. À, mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh của cái con đấy. Thì nó cũng đã, hình như là cái con này nó còn khỏe hơn cả các con khác. Và đặc biệt là các bạn có thể dùng cái con này đánh ở các map 4 sao nhá. Ở Story of Legend ấy. Như kiểu mình không có con gì đánh ở map 4 sao thì mình sẽ dùng con này chẳng hạn. Là 4 sao không phải là dễ đâu. À, ok, mình sẽ thắng nhanh cái này thôi. À, đấy là một chút review của mình về cái con mèo Little Macho Leg Cat này. À, Bahamut ra cho nhanh nhá. Con này nó cũng không yếu đâu. Các bạn được con này là các bạn cũng xịn đấy. À, và sau khi mình kết thúc video này thì mình mong là các bạn có thể hoàn thành được chap này nhanh nhất. Tại vì các bạn sẽ có bạn... What? Cái này nó không cho mình nổi. Đây cái gì đấy? Growing Blue. Phải, nó không cho mình nổi một cái cut food luôn ạ. Điều ấy. Thật là đều. À, mình vẫn mãi không có được epic cut food nha. Thật là buồn. À, nếu mà các bạn muốn mình hướng dẫn thêm cái gì thì các bạn có thể bảo mình. À, thì mình sẽ làm video về cái đấy. À, và mình vẫn đang tiết kiệm vé quay nha. Nhìn mấy con này muốn quay quá nha, thôi mình sẽ tiết kiệm ở đợt collab lần tới. À, thì video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. À, bye bye. Yeah.